Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang chính thức diễn ra. Trong lúc này, ngoài hoàn thiện các chương trình, nội dung theo kế hoạch, thì công tác chuẩn bị cũng được tỉnh quan tâm, nhất là nơi diễn ra hội nghị. Vào sáng nay, ông Trần Công Chánh, Bí thư tỉnh ủy, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác này tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Qua kiểm tra, ông Trần Công Chánh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành các công việc bố trí, sắp xếp bàn ghế, trang trí các phòng họp, hội trường. Chú ý đến âm thanh, ánh sáng để hội nghị diễn ra thành công. Ngoài ra, bố trí cây xanh để tạo cảnh quan và dọn dẹp vệ sinh trong khu vực lẫn trong hội nghị. Trong công trình Trung tâm Hội nghị tỉnh vừa được bàn giao, được đưa vào sử dụng vào ngày 20 tháng 9 với 5 phòng họp và 2 hội trường, sức chứa khoảng 1.350 người, tổng vốn đầu tư trên 190 tỷ đồng. Thời gian diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh còn rất ngắn, vì vậy công việc đang được các sở ngành tỉnh khẩn trương thực hiện. Vào chiều nay, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với các đơn vị rà soát lại công việc được phân công. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cho hội nghị xúc tiến đầu tư đã hoàn thành. Công tác hậu cần có sự chuẩn bị chu đáo. Qua nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành được phân công cần phối hợp chặt chẽ, trong đó chú trọng nội dung của hội nghị cần ngắn gọn, đảm bảo các bước theo yêu cầu. Trong đó quan tâm cung cấp đầy đủ thông tin các dự án cần kêu gọi đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, các đơn vị có liên quan cần chú ý tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc y tế và phòng cháy chữa cháy. Đối với các huyện thị thành, quan tâm chỉnh trang đô thị, tuyên truyền cổ động bằng trực quan để góp phần cho hội nghị thành công.